Tai đen thui. Lực gầm đen. Tai lên hết rồi. Ra đây, yếm trắng này. Cũng có yếm trắng luôn. Gầm đen xỉ. Thôi để đây cho anh. Đây, một bạn đực nữa. Gầm rất là đen, yếm trắng. Nghịch phởn chứ kìa. Nào, quay lại đây. Mấy bạn rồi? 6 bạn rồi. Còn 2 bạn nữa. Được cái cái. Đây là một bạn cái nhá. Cái gầm rất là đen. Đừng có đụng vào, đúng là ghê gớm. Ghê gớm vừa vừa thôi chứ. Gầm yếm, yếm nó to lắm. Nhấc nó lên cho cái yếm này. Này, yếm rất là to luôn. Ôi, yếm hình gì đấy? Như kiểu một bộ da. Rồi, thôi thôi được rồi. Bạn cuối cùng vẫn đang gặm xương bên kia. Nào. Đây, em cái cuối cùng. Rất là to, nghịch lắm. Con này nghịch lắm này, cái này cầm cắp xương các kiểu. Nào, ra đây, ngẫy cái gì? Giữ, giữ bụng nó. Cười. Rồi, được rồi. Kết thúc video ở đây nhá. Chào mọi người.